Rồi, chào bò Phú Lộc, chào tất cả anh em chú bác gần xa nghe. Trên kênh YouTube của trại bò Phú Lộc nghe. Thì hôm nay em cũng diện mớ bò mini với bò già thay găng nghe. Để em quay cho các anh em cô chú có nhu cầu mua thì alo điện số điện thoại của em trên màn hình đó nghe. Thì muốn cặp nào thì điện em báo giá cho. Thì hai con bò nhỏ này, hai con bò này cặp số 5 ngang. Anh em chú bác gì muốn gáp con nào cũng được trơn nghe. Lớn nhỏ gì muốn gáp, muốn bắt con nào em cũng bán trơn nghe. Các anh em chú bác địa phương có nhu cầu mua là đến trại em nghe. Đây là cặp số 6 nghe. Bò này bữa trước em cũng có quay rồi nghe. Hai bò số 6 nghe, bò này cũng già già tháng nghe, khô khô bò về dỗ mau nghe em cô chú. Bò này thì chân móng hoàn thiện nghe, em cũng bắt em tiễn từ con không đó nghe. Kế tiếp thì cờ bò số 7 này, hôm nay em về thêm nghe, số 7 có 3 con nghe. Bò này bò lai đi được dài trúng ngang anh em cô chú. Đường này nó trầy, nó bị ấy xe chút đỉnh nghe. Đây là con bò số 7 nha. Đây kế tiếp cũng con bò số 7 ngang đây, hai con luôn nha. Có con bò mới nữa ngang anh em. Thì anh em có muốn con nào hoặc cặp nào thì điện alo em nghe. Thì số điện thoại em ở trên màn hình đó, số đó cũng số Zalo nghe. Thì điện em đi em báo giá cho cặp nào hay con nào cũng được. Hai con bò này gáp vô trúng lắm nghe anh em. Có chiều cao cũng 1m28 phân nha. Hai con này nữa đi được dài trúng lắm nghe. Toàn cự hình đầy đủ nghe. Bò này chân móng hoàn thiện nghe anh em cô chú. Bản đùi tốt nha, con bò này bản đùi khéo lắm nha, đóng sâu nha. Ba con số 7 mua anh em cô chú muốn bắt hết cũng được, muốn bỏ ra con nào cũng được nha. Thì theo tầm mắt anh em cô chú nha. Ở đây em bắt bò lai bò tiễn không nghe. Đây chuồng bò dưới bò bự đây, nay em gáp lại con số 4 con số 2 nha. Hai con bò này nó dày nó đi đâu nghe. Con này thì nó mất tư hai phân nha. Đây con số 4 nha. Thì anh em muốn gáp con số 4 này cũng được đó nghe. Hoặc là gáp với con số 2 cũng được nghe, số 2 thì nó hơi nhông cao hơn nghe.
Bò này tới mét tư sáu phân nha. Bò này thì lực bò và đòn có ngang đòn dày dài lắm nha anh em cô chú. Bò này cũng gần thai gan nha, nó nhóm gan thừa nha. Đây, con số 4 cú. Bò nữa đòn tốt nha anh em. Bò này nữa dữ lắm bò. Bò này đi đường dài trúng bò lắm nha. Đây kế tiếp em gáp con bò số 2 với con bò mới về nha. Bò này cũng thay gan nha. Hai con này đi đôi nha. Đây. Chiều cao 1m48 nha. Bò này bò thùng dạo nha. Con này ốm, nó ốm gì chân bò này sao bể bò ra dữ lắm nha anh em cô chú. Thay gan trơn nha. Ốm ốm chân bò này cái tàn nó có nha anh em cô chú, dần xương tốt nha. Đây. Đây là cặp số 2 nghe anh em cô chú. Hai con bò này nữa đồng động cơ lắm nghe. Kế tiếp cặp số 1 nha. Hai con này chiều cao 1m47 1m46 nha. Bò này thay gan trơn nha anh em cô chú. Bò này em cũng mới về nha. Bò này dạng bò thùng dạo nha. Bò này ủ màu nha anh em cô chú. Thì hai con này bẻ đùi tốt nha. Ốm nó hơi giật giật bò nghe anh em cô chú, chứ bò này bẻ đùi tốt nha. Anh em cô chú có nhu cầu mua thì liên hệ tới em nha. Hoặc điện cặp nào thì em báo giá cho nghe. Chạy bò em thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha anh em cô chú. Cặp quốc lộ 91 nha. Anh em cô chú gáp con bò số 2 này với con bò số 2 này cũng được nữa nha. Bắt ba con cũng trúng bò lắm nha anh em cô chú. Hai con này số 1 là đi đôi nha, hình tướng đi đôi nha.
Rồi, chào tất cả anh em cô chú nha. Em kết thúc video nha. Này chạy xe nha anh em cô chú.